Mơ mơ thầy chủ nhiệm em muốn solo với mơm hả? Rồi vô kèo luôn á. Game khỉ đi hả? Nói đi, tí tầm đêm đêm chơi. Ước gì anh gặp em giờ này. Nhép đi gần ấy, cho anh nhép biểu diễn á. Thì đi gần đi. Đi gần đi. Gán, nhép gán mọi người. Nhép không dám bây giờ. AOE. Nó thồn tới tí nữa tưởng mình đi top rồi chứ. AOE. Tí là làm tí solo cho top. Thì lại mình thua cao lắm, nhưng mà vẫn phải solo. Solo cho vui. Solo vì đam mê, đam mê, đam mê, đam mê. Bê 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 bê, bê 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 bê. Mình quay quay trước để mình lấy nội tại mọi người. Đội solo kill với anh đẹp, đội solo kill với anh đẹp. Mày tuổi gì? Mày tuổi gì? Rồi, chết hết hai người nhanh nhất. Hơn nó chơi chiêu phục rồi. Chạy được, chạy được, chạy được. Buồn quá, mít mình đâu chạy. Mít đi trước mà không nhìn sai được nói gì hết. Cũng là khó lạ mà. Đi nhé mày. Đường ta đi, chắc nó không ở trong này đâu. Làm gì lọt kịp. Đường ta đi có quý nhân phụ trợ. Má nhìn combat khó vậy. Bỏ lên nhé mày. Có sai bụi đâu. Nấp đây cũng được nhé. Anh nhép nấp đi. Nấp đi, nấp đi. Cứ nấp luôn mày. Sao nhép quý đáng vậy? Đợi em nhép nè. Không, Mendo nãy mới mít rồi kìa. Nó chạy dòng gần lên, nó thấy anh em mình, nó bắn. Cái Endo chạy đến quá nhỏ rồi quá. Chết, quá nhỏ cho em cái nhớ. Em tên em kế rồi. Fuck. Nhép hết tóc rồi, đem chạy em được. Nhép còn tóc là em quýnh nhà này. Nhép đợi đến cho em nhép. Nghèo quá nhép mày. Rồi mất xa anh nhép mày. Mình cũng không làm được gì đâu nhép mày. Lấy xa bụi lưu anh nhép mày. Gát bụi ngã ba nha chép ơi. Gát bụi ngã ba nha. Chép laptop mạnh khỏe nha. Chép set được Endor thì em chơi với anh. Không, phải là Endor. Endor này có cầu nha, có cái tơ phụ trợ nữa. Có một gát lên hay gì anh chép ơi. À, gát dưới rồi. Được rồi nhé mày. Qua đủ. Nhép tự xử nha. Rồi rồi, có biết rồi nhé mày. Đúng đẹp đúng không ạ. Má tìm nó đánh như đánh giả vậy trời. Ủa, phải ép mấy chứ. Đã vậy. Em đừng mất ghé rồi nhé mày. À, nó để cái bóng. Ủa? Mấy chồng ghé xong để bóng ra chứ. Power is everything.
Nghe lên đo cầu. Anh với Victor ơi, đi trước vậy. Nghe không đi được cái mít rồi. Ghép mạnh khỏe nha. Nó có cầu đi em ơi. Mày lướt hụt. Còn gì nữa không? Thằng lì mới là thằng chiến thắng trong game đấu này. Nếu không bạn lịch mấy một máu đã về, còn máu là còn quýnh. Để dụ kìa. Lấy sai, nấp bụi cho em. Em nấp bụi là em sẽ bị phân tích thấy đúng không? Em nấp bụi. Nó mất chuông, nó chuông cho em kìa. Hình như là mình sẽ đánh được anh chứ. Em tiền đại cho anh. Và nó hết tiền. Nó nổ em ngoài vậy. Dạ bệnh hả? Em bệnh thiệt luôn rồi chứ. Em bệnh mạnh quá. Đang suy nghĩ đến cái phức hợp. Lên đó. Gì? Kênh có hai thằng. Anh lo được. Anh đứng trước mặt của nó là nó sợ rồi. Để em cho mọi người coi anh xử lý. Ủa? Sao không xử lý? Xử lý cho em coi đi. Dưới đây có Endor nữa. Nhìn cái len anh với Endor, em xuống nó cứ kỳ kỳ kiểu gì ta. Không sao. Nãy em định về gần ăn lưu. Để em đẩy boss em lên. Em đang lên. Endor với cái tớ dưới rồi. Endor dưới rồi. Đang lên rồi nhé ơi. Nó ra nhìn cái là em bỏ vô đầu nó luôn á. Thiệt á. Rồi anh làm gì anh làm ấy. Nó xem nhân, nhân vàng rồi. Đồng đội không phải quý em à. Phải chậm. Đánh top nữa kìa. Cái mình kiểm soát nhìn ấy quá hả. Nó Endor solo con gồng nè anh Jeff ơi. Má à, hiểu với cao su liền chứ. Giá được gồng. Ủa, ăn được mục tiêu mà to. Ghét con Phoenix này quá, một cái tóc biến của nó coi. Game sau em biểu diễn cho anh Jeff game một game Phoenix đi vượt nha. Mày hả, em không có tiếp cận được nó. Phải có người tìm đề cho em. Có tóc biến. Tóc biến em chưa có học. Nghe là anh công nè. Lên xuống đây chi vậy?
Anh bị phát hiện rồi. Dép ơi, em chuẩn bị bổ đồng Doria nha dép. Mày biết quẹo qua chứ công phải chạy. Không phải vô ghét chứ. Rồi, thua rồi. Rồi thua luôn rồi. Chắc chắn là thua quá. Má em chưa có anti luôn mà em chỉ cơm bát cháy rồi. Đẩy lẹ chơi cái boss cái top cũng được nhờ. Xong đánh chưa? Xong đánh là phải đợi chắc không gồng đủ quá. Chơi không được anh giúp. Á quên kêu giúp chở quá. Nó hết lướt kìa. Em anh đủ rồi mà. Em với anh là quá nhiều thứ rồi. Bắn em cơ. Rồi, không phải chiều rồi. Cái lúc nó phải công rồi. Boss nè. Ai giết được Phoenix em thử. Đi, em solo kill Endor.